Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defend, giữa lúc chiến sự Ukraine chưa thuyên giảm, những ngày qua chúng ta lại nghe thêm một tin buồn của năm 2023 khi cuộc xung đột ở nước Cộng hòa Sudan cũng bùng nổ, đẩy quốc gia chậm phát triển này tới ngưỡng cửa nội chiến. Mặc dù cuộc xung đột giữa tổ chức bán quân sự RSF do tướng Hamdan Dagalo lãnh đạo với quân đội chính phủ của tướng Abdel Fattah Burhan nắm quyền mới diễn ra từ ngày 15 tháng 4 tới nay nhưng đã khiến gần 200 người chết, hơn 1.800 người bị thương. Giao tranh nổ ra ngay tại thủ đô Khartoum và nhiều thành phố khác của quốc gia có diện tích lớn thứ ba châu Phi, giáp với Ai Cập và cửa ngõ Biển Đỏ, có nguy cơ đẩy đất nước này tới bờ vực nội chiến toàn diện. Cộng hòa Sudan, hay còn gọi là Bắc Sudan, để phân biệt với Nam Sudan đã trở thành quốc gia độc lập vào năm 2011. Dù vậy, họ vẫn là quốc gia có diện tích lớn thứ ba châu Phi với diện tích lên tới 1,88 triệu cây số vuông, dân số ước lượng năm 2018 là 41,98 triệu người. Tuy nhiên, phần lớn diện tích lãnh thổ là vùng sa mạc Sahara khiến quốc gia này thiếu nguồn nước nghiêm trọng. Phần lớn dân cư sinh sống ở vùng hợp lưu của sông Nin Trắng và sông Nin Xanh. Mặc dù có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên phong phú bao gồm dầu mỏ, đồng, kẽm, chrome, vàng, bạc, nhưng Sudan bị coi là nền kinh tế kém phát triển. Đến 80% lực lượng lao động dựa vào nông nghiệp, nguồn khoáng sản chưa được chú trọng khai thác. Điều quan trọng là các cuộc xung đột nổ ra liên miên từ ngày đầu thành lập tới nay là nguồn cơn khiến đất nước thiếu sự ổn định, kìm hãm sự phát triển. Năm 1955, chỉ một năm sau khi Anh và Ai Cập trao trả nền độc lập cho Sudan, xung đột đã bùng nổ giữa hai miền Nam Bắc, khi miền Nam mang đậm nét văn hóa bản địa với số đông dân chúng thờ thần linh thiên nhiên và theo đạo, trong khi miền Bắc liên hệ với khối Ả Rập Trung Đông. Cuộc nội chiến kéo dài tới 17 năm khiến nửa triệu người thiệt mạng, hàng trăm nghìn gia đình ly tán. Hòa bình được một thập kỷ, từ năm 1972 đến năm 1985, hai miền lại nội chiến khi Tổng thống Nimeji ở miền Bắc đẩy mạnh chính sách hồi hóa toàn quốc khiến miền Nam bất mãn. Cuộc xung đột liên quan tới tôn giáo chỉ thật sự chấm dứt sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2011, miền Nam tách ra trở thành một quốc gia độc lập gọi là Nam Sudan. Tưởng như đến đây, hòa bình thật sự đã đến với Sudan, nhưng thực tế, từ năm 2003, xung đột đã bùng nổ ở phía Tây vì tranh chấp bộ tộc, rồi tới năm 2005, Sudan lại xảy ra chiến tranh với Tây Cha láng giềng. Trong bối cảnh đó, nội bộ chính phủ Sudan liên tục bất đồng dẫn tới các cuộc đảo chính liên miên. Năm 1989, tướng Omar Bashir đã tiến hành đảo chính lật đổ chính phủ dân bầu của Thủ tướng Sadiq al-Mahdi để trở thành Tổng thống Sudan suốt 29 năm. Dù vậy, trong thời gian ông này cầm quyền cũng để lại nhiều hậu quả liên quan tới cuộc xung đột Darfur, mà đỉnh điểm là tháng 7 năm 2008, Tòa hình sự quốc tế ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Bashir vì tội ác chống lại loài người. Phán quyết này đã bị phản đối bởi Liên minh châu Phi, Liên minh Ả Rập, phong trào không liên kết, Nga và Trung Quốc. Mặc dù thoát khỏi lệnh bắt có truyền thống của ICC, nhưng từ năm 2018, Bashir phải đối mặt với hàng loạt các cuộc biểu tình đòi ông trả ghế. Sau cùng, tháng 4 năm 2019, quân đội Sudan đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Bashir, biệt giam ông này trong nhà tù Khartoum khét tiếng. Lên cầm quyền bằng một vụ đảo chính, Bashir đã phải kết thúc sự nghiệp của mình sau một cuộc đảo chính. Dù vậy, lực lượng mới lại không giữ được sự đoàn kết mà tiếp tục xảy ra tranh chấp quyền lực. Tiền thân của tổ chức RSF là lực lượng dân binh vũ trang từng tham gia chiến tranh Darfur đầu thập niên 2000, chống lại các nhóm chống đối chính phủ Sudan. Tổ chức này sau đó hợp nhất với đơn vị tình báo biên giới. Đến năm 2007, họ thuộc cơ quan tình báo quốc gia Sudan dưới thời Tổng thống Bashir. Năm 2013, Tổng thống Bashir giao RSF cho tướng Dagalo chỉ huy. Khi làn sóng chống đối Tổng thống Bashir bùng nổ năm 2019, các đơn vị RSF bị cáo buộc là đã tham gia đàn áp người biểu tình. Từ đây, Dagalo bí mật quay sang hậu thuẫn quân đội, lật đổ người từng nâng đỡ mình rồi trở thành phó chủ tịch hội đồng chủ quyền. Dagalo chỉ huy RSF với Burhan, tư lệnh quân đội Sudan, ngoài mặt bắt tay nhau duy trì quyền lực, hứa hẹn tạo điều kiện để Sudan tổ chức tổng tuyển cử trước năm 2023, khôi phục chính quyền dân sự. Nhưng trên thực tế, liên minh này đã sớm rạn nứt về hai chữ quyền lực, trong đó có kế hoạch sát nhập RSF và quân chính phủ. Căng thẳng giữa hai phe tăng cao khi RSF bắt đầu triển khai lực lượng vũ trang trên cả nước, trong đó có thủ đô Khartoum mà không được tướng Burhan đồng thuận. Quân đội Sudan lo ngại RSF muốn tranh thủ vơ vét tài nguyên, đặc biệt là các mỏ vàng, nhưng thực ra quân đội cũng không mấy mặn mà với việc khôi phục chính quyền dân bầu khi họ sẽ phải bàn giao quyền kiểm soát nông nghiệp, thương mại và các ngành kinh tế cho chính phủ mới. Tức là hai viên tướng tranh chấp quyền lực nhưng cả hai đều không vì đất nước, vì nhân dân mà muốn giữ khư khư quyền lợi cho mình. Hậu quả, những người thiệt thòi nhất là hàng triệu người dân trên cả nước. Điều gì đến cũng đã phải đến, xung đột bùng nổ ngay tại thủ đô Khartoum và một loạt các thành phố lớn từ ngày 15 tháng 4. Các lực lượng RSF, dù là tổ chức bán quân sự nhưng được huấn luyện tốt, đã nhanh chóng làm chủ dinh tổng thống, bộ tổng tham mưu, căn cứ không quân ở thủ đô.
Giao tranh nổ ra ngay trên đường phố khi hai bên nhanh chóng đưa vũ khí hạng nặng vào tham chiến. Hậu quả chỉ có người dân là chịu khổ. Ai sẽ bảo vệ họ đây? Không ai cả. Khi quân đội được sinh ra để bảo vệ họ, chỉ lo cho quyền lực của mình. RSF thì sao? Không nốt, họ cũng chiến đấu vì mỏ vàng của mình. Còn quốc tế thì sao? Mỹ và EU đâu rồi? Thật đáng tiếc, họ chỉ có thể lấy làm tiếc như mọi lần. Không chỉ có vậy, an ninh của cơ quan quốc tế tại Sudan cũng bị đe dọa khi mà vào ngày 17 tháng 4, đại sứ EU tại Sudan đã bị tấn công ngay tại nhà riêng. Ngay cả không quân Ai Cập cũng đang bị vạ lây tài sản của mình khi RSF bắt giữ 5 chiếc MiG-29M của nước này tới Sudan tập trận. Cho tới thời điểm này, ít nhất 3 trong 5 chiếc đã bị phá hủy trong các cuộc đỏ súng. Chưa kể, các quân nhân Ai Cập bao gồm phi công, thợ máy đang bị RSF bắt giữ chưa rõ sẽ được giải quyết như thế nào. Nhìn tình cảnh Sudan bây giờ mới thấy rằng thật may mắn khi chúng ta là công dân đất nước Việt Nam. Thật may mắn khi đất nước ta có những nhà lãnh đạo tuyệt vời. Thật may mắn khi chúng ta có một lực lượng vũ trang đáng tin cậy cùng sự đoàn kết của nhân dân trên dưới một lòng. Chúng ta đã đánh bại những cường quốc hùng mạnh nhất, thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc trước mọi âm mưu thâm độc. Lịch sử đất nước Việt Nam sau chủ nghĩa từ những ngày đầu đã chứng kiến chiến tranh, xung đột, chia cắt đất nước. Ngay trong những ngày tháng 4 này, chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Nhưng chúng ta đâu có được nghỉ ngơi. Ngay từ năm 1975, quân Khmer Đỏ ở Campuchia đã bắt đầu gây hấn ở biên giới Tây Nam. Ngày 4 tháng 5 năm 1975, Khmer Đỏ đột kích đảo Phú Quốc. 6 ngày sau, chúng tấn công đảo Thổ Chu, sát hại 500 dân thường. Đúng dịp kỷ niệm 2 năm ngày giải phóng miền Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1977, quân Khmer Đỏ huy động các sư đoàn chính quy đánh sâu vào lãnh thổ Việt Nam 10 cây số, tàn sát hàng trăm dân thường ở biên giới Tây Nam. Lãnh đạo của ta khi đó thừa hiểu, đất nước vừa trải qua 30 năm chiến tranh với hàng triệu người đã ngã xuống, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề, tiếp tục chiến tranh xung đột không phải là điều tốt. Thế nhưng, quốc tế bây giờ họ làm ngơ trước tình cảnh nhân dân Campuchia, họ mặc nhiên bỏ qua mọi cuộc tấn công tàn bạo của Khmer Đỏ vào biên giới Việt Nam. Đỉnh điểm, ngày 1 tháng 2 năm 1978, chế độ Khmer Đỏ ban hành nghị quyết, chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn thì có thể đánh 10, 15 đến 20 năm, thực hiện một diệt 30, hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu người Việt Nam. Pol Pot đã huy động 13 trên 17 sư đoàn tấn công vào lãnh thổ Việt Nam từ tháng 3 năm 1978. Trong các đợt tấn công đó, Khmer Đỏ đã thực hiện thảm sát đối với người dân Việt Nam. Rạng sáng ngày 17 tháng 3 năm 1978, một trung đoàn Khmer Đỏ bất ngờ tấn công vào khu vực Bù Đốp, Bình Phước, thảm sát 247 người, 291 nóc nhà và khoảng 14 tấn lương thực bị thiêu rụi. Đặc biệt, nghiêm trọng nhất, tàn bạo nhất là vụ thảm sát Ba Chúc vào tháng 4 năm 1978 với 3.157 dân thường bị sát hại, trong đó có hơn 100 gia đình. Từ năm 1975 cho tới năm 1978, có tới 30.000 người Việt Nam đã bị Khmer Đỏ sát hại trong các cuộc tấn công dọc biên giới. Tính từ tháng 5 năm 1975 đến ngày 23 tháng 12 năm 1978, quân Khmer Đỏ đã sát hại hơn 5.230 dân thường Việt Nam, làm bị thương gần 5.000 người, bắt cóc hoặc đưa đi thủ tiêu hơn 20.000 người. Việt Nam đã cố gắng níu kéo hòa bình bằng các cuộc đàm phán, nhưng Trung Quốc không chịu làm trung gian hòa giải, Liên Hợp Quốc thì không phản hồi lại các bằng chứng tố cáo Khmer Đỏ của Việt Nam. Không còn cách nào khác, đáp lại lời thỉnh cầu của nhân dân Campuchia đang bị tàn sát bởi chính chế độ Khmer Đỏ, chính Liên Hợp Quốc sau này thừa nhận, ước tính 2-3 triệu người Campuchia đã chết trong vòng 4 năm Khmer Đỏ nắm quyền. Thực ra, lúc đó họ thừa biết nhưng họ im lặng, mặc kệ số phận người dân Campuchia. Nhưng Việt Nam thì không, cứu bạn cũng như giúp mình. Ngày 25 tháng 12 năm 1978, Việt Nam đã huy động 3 quân đoàn chủ lực, cùng các sư đoàn tinh nhuệ của quân khu được sự yểm trợ của không quân hải quân tiến hành chiến dịch phản công trên biên giới Tây Nam, đánh tới Phnom Penh, lật đổ hoàn toàn chế độ Khmer Đỏ, giải cứu người dân Campuchia bị quốc tế bỏ mặc. Nhưng cùng lúc này, ở biên giới phía Bắc, Trung Quốc, kẻ đứng sau hậu thuẫn Khmer Đỏ, đã huy động nửa triệu quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Và suốt từ năm 1979 đến năm 1989, đất nước ta không có lấy một ngày yên bình. Chúng ta buộc phải duy trì lực lượng lớn ở Campuchia, tiếp tục tiêu diệt bè lũ Khmer Đỏ, bấy giờ được Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc và một số quốc gia hỗ trợ. Ở phía Bắc, Trung Quốc tiếp tục xâm lấn biên giới phía Bắc. Còn Liên Hợp Quốc thì sao? Khu vực Đông Nam Á thì sao? Họ mặc nhiên bỏ qua sự thật ở Campuchia, lên án Việt Nam là xâm lược Campuchia, tiến hành bao vây cấm vận ngặt nghèo. Ngày 14 tháng 11 năm 1979, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra nghị quyết hối tiếc sâu sắc về sự can thiệp vũ trang của quân nước ngoài vào nội bộ Campuchia và kêu gọi rút ngay lập tức mọi lực lượng nước ngoài khỏi Campuchia, kêu gọi các nước kiềm chế không có hành động hay đe dọa gây hấn và mọi hình thức can thiệp vào nội bộ các nước ở Đông Nam Á. Ngày 16 tháng 3 năm 1979, Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về một nghị quyết do ASEAN bảo trợ, kêu gọi ngừng bắn trong toàn khu vực, rút quân đội nước ngoài và giải quyết bằng hòa bình.
Liên Xô buộc phải dùng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết này. Vâng, giải quyết bằng hòa bình như thế nào khi Khmer Đỏ tàn sát người dân Campuchia mà không có lấy một ông dân chủ hay nhân quyền nào lên tiếng bảo vệ? Giải quyết thế nào khi Khmer Đỏ tấn công biên giới Việt Nam, tàn sát nhân dân Việt Nam mà Liên Hợp Quốc coi như không thấy gì? Mãi tới hội nghị Paris năm 1989 về vấn đề Campuchia, hầu hết các nước tham gia hội nghị bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Singapore, các nước Đông Nam Á mới thừa nhận hành vi diệt chủng của Khmer Đỏ, ngoại trừ Singapore và Trung Quốc. Theo cựu ngoại trưởng Singapore Cao Sĩ Khan, nước này đã bị Mỹ cảnh báo rằng sẽ có máu đổ trên sân nhà nếu Singapore không chịu ủng hộ Khmer Đỏ. Nói cách khác, Singapore bị Mỹ ép phải ủng hộ Khmer Đỏ để bảo vệ lợi ích tối cao của Mỹ. Mặc dù vậy, dù cuộc chiến đã qua đi nhiều năm, các lãnh đạo Khmer Đỏ đã và đang bị đưa ra xét xử. Thế giới đã tận mắt chứng kiến tội ác của Khmer Đỏ với người dân Campuchia, Việt Nam. Nhưng Liên Hợp Quốc cũng chưa bao giờ có một lời xin lỗi với nhân dân Việt Nam và Campuchia. Họ vẫn đang nợ Việt Nam một lời xin lỗi. Đến cuối năm 1991, giữa vòng xoáy khủng hoảng chính trị ở Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam vẫn đứng vững và vượt qua khủng hoảng kinh tế, đưa đất nước bước vào con đường ổn định, phát triển vững bền cho tới hôm nay. Giai đoạn từ 1991 đến nay, rất nhiều người, trong đó có cả chúng tôi, đã được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Chúng ta phải biết ơn những gì mà cha anh đã đổ máu để có. Sống trong một xã hội hòa bình, yên ổn làm ăn, uống bia tẹt ga, nhậu tới bến, thế còn muốn gì nữa? Xin thưa, mấy anh tự do dân chủ. Các người mang chiêu bài tự do, dân chủ ra để biện hộ cho hành động chống đối chính quyền, cõng rắn cắn gà nhà, âm mưu gây rối loạn đất nước. Các người gọi đó là tự do dân chủ à? Các người bắt tay với ngoại bang, lén lút tiến hành các âm mưu bạo loạn lật đổ, các người gọi đó là yêu nước sao? Hay là các người muốn Việt Nam phải đi vào con đường như Ukraine, Afghanistan, Iraq, Syria, Libya, Sudan của hiện tại mới là tự do dân chủ? Hãy nhìn tấm gương của Libya đi. Vâng, cáo buộc họ độc tài, tiến hành đưa quân tấn công để giúp người dân có tự do dân chủ. Nhưng mà, cái tự do dân chủ của nước Mỹ chưa thấy đâu. Sau khi lật đổ Tổng thống Gaddafi, 7 tháng sau, NATO rút quân, để lại một Libya hoang tàn, nhanh chóng sa vào nội chiến, xung đột, khủng bố cho thế này. Từ một đất nước hòa bình phát triển ở châu Phi, Libya giờ trở thành một quốc gia nghèo đói chiến tranh. Vậy, các người hy vọng gì ở ngoại bang, hy vọng gì ở báo cáo nhân quyền vớ vẩn của những kẻ nhắm mắt làm ngơ khi kẻ thù xâm lấn biên giới, tàn sát người dân vô tội mà họ ngoảnh mặt, coi như không nghe, không thấy, không biết. Hay, thực ra các người cũng chỉ là vì muốn làm giàu bằng cái nghề tự do dân chủ, muốn đi ra nước ngoài để sống sung sướng, nên mới tự phong cho mình là những nhà dân chủ. Xin thưa các người, xã hội nào cũng vậy, chẳng phải mỗi Việt Nam, kể cả xứ cờ hoa bên kia bán cầu, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ba chấm. Những kẻ lười biếng thì không có kết cục tốt đẹp đâu. Còn câu chuyện phòng chống tham nhũng, không làm thì cũng kêu vạc mồm, làm thì kêu mất lòng tin, tôi không hiểu ở đâu ra cái tư duy lạ lùng. Lôi ra ánh sáng các vụ án tiêu cực, tham nhũng là nhằm làm trong sạch bộ máy, nhưng tôi không hiểu một bộ phận dư luận nghĩ gì khi càng đánh tham nhũng mạnh, họ càng kêu mất lòng tin. Lòng tin của cái gì? Lòng tin không có tham nhũng trong xã hội mới được à? Xã hội nào cũng thế, quốc gia nào cũng vậy, có người tốt, kẻ xấu, có những kẻ tư lợi. Tôi nói thật, nói bảo mất lòng tin, thế thì bạn nên chuẩn bị tâm thế hờn dỗi cả thế giới đi ạ. Khi mà ngay cả nước Mỹ được nhiều người đem ra làm tiêu chuẩn để ca ngợi như miền đất hứa, báo cáo của Đại học Illinois bang Chicago năm 2022 đã xếp Chicago là thành phố tham nhũng nhất nước Mỹ và Illinois là bang tham nhũng xếp thứ 3 của Mỹ đấy. Có nhiều vụ ở bang này còn chấn động cả nước Mỹ nói chung và giới chính trị Mỹ nói riêng. Điển hình là vụ Rob Blagojevich, cựu thống đốc bang Illinois, bị tuyên 14 năm tù giam vì tội tham nhũng, trong đó có tội định bán chiếc ghế thượng nghị sĩ bang Illinois bỏ trống sau khi ông Barack Obama đắc cử tổng thống tháng 11 năm 2008. Điều quan trọng là chúng ta phải xử lý tham nhũng, chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật, xử lý mạnh tay các quan chức cấp cao, cái đó phải đáng khen và thêm tin vào công cuộc chống tham nhũng chứ. Nói chung, ai không tin thì cứ việc, còn mong chờ miền đất hứa nào đó thì cứ lấy gương mẹ nấm ra mà soi. Nước Mỹ không vĩ đại như ai tưởng. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã chua xót thốt lên như vậy trong đại dịch Covid năm 2020 tại Mỹ Quốc. Chị này bị nhà nước ta tuyên 10 năm tù rồi sau đó được trục xuất sang Mỹ, từng được tung hô vang trời, trao giải tùm lum, gặp gỡ tùm lum các chính trị gia của Mỹ. Cơ mà, chị cũng chỉ vì miếng cơm thôi nhỉ, nhà dân chủ. Giữa bối cảnh Mỹ quay cuồng vì Covid năm 2020, chị Nấm tỏ ra thất vọng với chính sách của Tổng thống Trump. Nước Mỹ không vĩ đại như nhiều người đang nghĩ. Thiếu khẩu trang y tế, thiếu bộ xét nghiệm, Tổng thống kêu nhân viên sử dụng lại khẩu trang, có khác gì Vũ Hán hay không? Ngay lập tức, chị Nấm bị chỉ trích gay gắt tại Mỹ, bị cho là kẻ vong ân bội nghĩa, phản chủ, khiến chị hoảng hồn, khóa Facebook cá nhân, công cụ kiếm cơm của chị bao năm. Còn chúng tôi tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, sự bảo vệ của lực lượng vũ trang Việt Nam. Chúng tôi tin, trong bất cứ trường hợp nào, các lãnh đạo nước ta sẽ đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên đầu.
Các bạn muốn sống trên một đất nước hòa bình, yên ổn làm ăn, chơi bời hay muốn sống trên một mảnh đất xung đột, chiến tranh vì mấy chữ tự do, dân chủ và nhân quyền? Tôi tin phần lớn sẽ chọn ý đầu. Nhìn tình cảnh nhân dân Sudan, tự dưng ngẫm nhiều tới mình, ngẫm tới một bộ phận thích cõng rắn cắn gà nhà. Đôi điều chia sẻ, có gì không phải, mong các bạn bỏ qua cho. Xin cảm ơn.